bài thuốc nhất dạ ngũ dao nổi tiếng của Đông Y Nhà Trần đã mang lại hiệu quả cho rất nhiều nam giới, giúp cho hạnh phúc gia đình của họ ngày càng viên mãn. Để biết được thực hư, giá trị của thang thuốc quý hiếm, được mệnh danh là bí quyết của vô minh mạng này, thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo chân Tiệu Nhi. Chúng ta sẽ cùng tới thăm nhà của một vị khách hàng đã và đang sử dụng thang thuốc nhất dạ ngũ dao này nhé. Xin mời quý vị ạ. Cháu ơi chú ạ, không biết là ở đây có phải nhà chú Đạm không ạ? À đúng rồi, mời cháu vào. Dạ vâng ạ. Đi đường có vất vả không cháu? Dạ vâng, cô không xa lắm chú ạ. Thật ra thì cháu được biết là chú đã sử dụng thang thuốc nhất dạ ngũ dao rồi. Nên là ngày hôm nay thì cháu có đến đây để nói chuyện với chú để xem là hiệu quả của cái thang thuốc này như thế nào. Có giống với như là mọi người hay nói không ạ? Rồi, mời cháu uống nước đã. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Thực sự là cái thang thuốc nhất dạ ngũ dao này hiệu quả thật. Mà nhất là cái tuổi của các chú, nhà rất nhiều rượu, nhưng mà bây giờ chú chỉ dùng mỗi cái sản phẩm là rất dạng của dao ngâm đấy. Dạ vâng. Tốt lắm. Không biết là từ đâu mà chú lại biết đến thang thuốc nhất dạng của dao hả chú? Hôm chú đến nhà ông bạn chơi, đến anh em ngồi nói chuyện xong ấy thì anh đi rót chú, mời chú một chén. Khi về thì lại chắc cho chú một chai. Thế bảo đây là cái sản phẩm thuốc của Đông Y Nhà Trần, rất tốt cho sức khỏe, mà nhất là cái khoản sinh hoạt đấy. Dạ vâng. Thế chú về chú uống thử, chú thấy có hiệu quả. Thì không biết là trước khi mà sử dụng cái thang thuốc này thì tình trạng sức khỏe của chú như thế nào? Bởi cháu biết là khi mà mình đã có tuổi rồi thì cũng gặp các vấn đề về sức khỏe, rồi là chuyện chăn gối thì cũng khó khăn hơn đúng không ạ? Đúng là cái tuổi năm 60 thì thiếu toàn diện. Dạ. Xương khớp, đi lại khó khăn, rồi các cái bệnh mãn tính nó cũng hoành hành như là huyết áp này, mỡ máu, men gan, dẫn đến là sức khỏe người nó yếu, người lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu lắm. Thế may quá là từ ngày mà chú được ông bạn ông giới thiệu xong lại nhờ ông ấy mua giúp một cái thang về ngâm ấy, thì chú thấy đúng là cái nhất dạ ngũ dao của Đông Y Nhà Trần hiệu quả thật. Dạ vâng. Thế chú bây giờ đây nhìn hồng hào như này, không ai bảo là chú ở cái tuổi 60. Dạ vâng, mọi người lại bảo là trẻ ra rồi chú. Trẻ ra đấy. Dạ vâng. Đấy, ăn tốt, ngủ tốt, da rẻ hồng hào, tinh thần thì thoải mái, đi lại là không phải suy nghĩ gì cái chuyện đau chân đau gối gì nữa. Dạ. Thích lắm. Dạ vâng ạ. Không biết là chú đã sử dụng thang thuốc nhất dạ ngũ dao này được lâu chưa? 5-6 tháng rồi. Dạ. Đây cái bình mà chú đang dùng ấy, chú ngâm khoảng tháng rồi. Đấy, chú uống hồi này nó đang cạn như thế kia là vì một là chú uống đều. Dạ. Hai là anh em bạn bè đến thì mình thấy nó tốt, hiệu quả thì mình cũng chia sẻ, mời mọi người uống. Thậm chí lúc về tắt chào chai. Dạ vâng, thì chú nói thế là cháu cũng biết là hiệu quả của sản phẩm đấy như thế nào rồi. Thì không biết là trước khi mà sử dụng cái thang thuốc nhất dạ ngũ dao này thì chú có uống những cái loại thuốc khác không? Cái tuổi này rồi vẫn còn ham muốn tất cả các thứ khác thì nó cũng buồn cười. Nhưng mà nói thật là cái tuổi các chú thì sức khỏe nó cũng yếu, rồi cái khoản sinh hoạt gia đình vợ chồng nó cũng kém đi. Thì trước đó thì chú cũng đã dùng một số loại thuốc kích thích ấy, thế nhưng mà hiệu quả nó thấp, mà chú lại sợ nó tác dụng phụ. Thế là may quá ông bạn ông ấy giới thiệu cái sản phẩm này là chú về chú dùng ngay. Nhưng mà mình cũng có tuổi cho nên mình cẩn thận, cho nên khi mà chú dùng ấy là chú về chú tìm hiểu rất là kỹ. Trong một cái thang thuốc ấy nó có 38 vị thuốc mà toàn là thảo dược, không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào cả. Mà điển hình là cái nhân sâm này, kỳ tử này, rồi dâm dương, rồi sao biển, rất là tốt. Thế mà tất cả những cái vị thuốc ấy đều được đóng gói rất cẩn thận ở trong một cái thang thuốc. Dạ. Cho nên rất là an toàn, không có sợ bốc cái gì cả. Dạ vâng, cháu thấy là trước khi mà chú sử dụng sản phẩm này thì chú cũng phải tìm hiểu rất là kỹ đúng không ạ? Thì không biết là tính từ thời điểm lúc đầu cho đến bây giờ, sau khi mà sử dụng một thời gian rồi thì chú thấy là sức khỏe cũng như là tình trạng chăn gối vợ chồng thì đã cải thiện rõ rệt chưa ạ? Bây giờ cái tuổi này mà nhắc nhiều đến cái chuyện sinh hoạt chăn gối vợ chồng thì đúng thực ra cũng xấu hổ. Nhưng mà chú nghĩ rằng đời sống vợ chồng để trong tất cả các cái mối quan hệ rồi sinh hoạt ấy thì cái chuyện chăn gối cũng không thể thiếu được. Nhưng mà chú thấy phấn khởi nhất là sức khỏe của chú được cải thiện. Đấy, như trên chú đã nói là ăn tốt, ngủ tốt, da rẻ hồng hào, tinh thần thoải mái, sảng khoái. Chú vẫn đi bộ rồi đạp xe thoải mái, không có sợ nó đau đủ gối cái gì cả, thích lắm. Dạ vâng. Còn cái chuyện kia thì nó cứ đều đều. Bà xã bảo này anh dùng cái nhất dạng của dao này có hiệu quả đấy. Vâng, thế thì cháu cũng chúc mừng chú ạ. Ngày hôm nay thì cháu có đến đây để nói chuyện với chú để xem là hiệu quả của thang thuốc này như thế nào, và chắc là quý vị khán giả ở đây cũng đã biết được hiệu quả của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Có người thật việc thật này đã sử dụng thang thuốc này và cho được cái hiệu quả rất là tốt ạ. Cảm ơn chú rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đã chia sẻ với cháu cũng như là quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã được hiểu được hiệu quả và giá trị của thang thuốc nhất dạng ngũ dao này có tốt đến mức nào rồi đúng không ạ? Một thang thuốc vừa giúp là bồi bổ sức khỏe, vừa cường xương, bổ thận, lại giải quyết được cái vấn đề về sinh lý của mình. Chưa kể là giảm hẳn đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đi tiểu đêm nhiều, quá là nhiều tác dụng như vậy thì bảo sao mà các anh trai nam giới cũng ùn đi mua đúng không ạ? Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay.